Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đào Hoàng Cường và hiện tại tôi đang là giám đốc truyền thông của công ty cổ phần Onet, một trong những đơn vị chuyên về mảng đào tạo, tư vấn dịch vụ giải pháp cũng như là đầu tư cho các dự án internet marketing tại Việt Nam. Như các anh chị cũng đã biết thì ngoài việc đang làm giám đốc truyền thông của Onet, tôi cũng là một nhà đào tạo chuyên đào tạo các khóa học về internet marketing và đặc biệt là Facebook marketing, cũng như giúp các anh chị học viên của tôi có thể là kiếm tiền từ Facebook cũng như là tạo lập các công việc kinh doanh trên Facebook. Thì như các anh chị cũng đã biết thì trong cái quá trình đào tạo của mình, tôi nhận thấy có hai vấn đề mà các học viên của tôi rất là hay mắc phải. Vấn đề số 1, không phải ai cũng có tư duy về mặt kỹ thuật. Rất là nhiều các anh chị học viên của tôi khi đến gặp tôi, họ cũng đã khoảng tầm 40, 50, thậm chí có anh chị 60 tuổi rồi. Và gần như tôi cũng không thể dạy các anh chị đó về kỹ thuật quá nhiều được. Chính vì vậy trong suốt quá trình đào tạo của mình, trong suốt hơn 4 năm qua, tôi luôn tìm kiếm những cái hệ thống làm sao có thể giúp các anh chị học viên của mình có thể làm việc một cách dễ nhất. Các anh chị có thể không cần biết về kỹ thuật mà các anh chị vẫn làm được, vẫn kinh doanh trên Facebook cũng như là kinh doanh trên internet thành công được. Và ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng được chia sẻ với các anh chị, bởi vì tôi đã tìm ra được cái hệ thống đó. Nó có tên là iGroup Blog. Mà như các anh chị có thể thấy thì phía dưới của tôi đây thì có cái website của iGroup Blog, và các anh chị có thể click vào đó để các anh chị xem. Thì đặc biệt khi mà tôi áp dụng cái hệ thống của iGroup Blog này cho các học viên của mình, và cũng bản thân tôi hiện tại tôi cũng đang dùng cái hệ thống của iGroup Blog này, thì tôi nhận thấy một điều như sau: toàn bộ hệ thống của nó khá là đơn giản, vui vẻ và cực kỳ hiệu quả. Đó, thứ nhất là nó đơn giản, bởi vì tại sao? Các anh chị chỉ cần đơn thuần là kéo thả, và gần như các anh chị chỉ cần có một con chút xíu về con mắt thẩm mỹ của mình, cũng như là việc mà chúng ta học tập các website khác đang thành công, thì chúng ta có thể học tập họ và chúng ta kéo thả gần giống với website đó, chúng ta tự tạo ra cái hệ thống website cá nhân của mình. Cái này sẽ khá là phù hợp cho những anh chị nào đang làm môi giới bất động sản, các anh chị nào đang là bán lẻ, những anh chị nào đang mong muốn kiếm tiền online, những anh chị nào đang kinh doanh trên Facebook và mong muốn có thêm một cái hệ thống website khác. Như tôi nhận thấy thì mức giá mà bên iGroup Blog đưa ra họ, tôi thấy là có thể phù hợp với tất cả mọi người, thậm chí là các bạn sinh viên có thể dùng được. Tôi nhớ nó chỉ còn vài trăm ngàn trên một tháng, các chị hoàn toàn có thể tạo lập được từ 1, 2, 3, thậm chí 4 website. Và đặc biệt hơn nữa, gần đây tôi đã nhận thấy họ có tích hợp thêm cái hệ thống khác mà các anh chị có thể kiếm tiền được rất nhiều. Đó là việc là hệ thống membership, hệ thống affiliate, hệ thống tối ưu hóa tự động sale. Đó, giống như trước đây rất nhiều học viên của tôi phải thuê các nhân viên sale về để họ tối ưu hóa website cá nhân của mình hay website của doanh nghiệp. Nhưng bây giờ hầu hết họ không phải thuê mà họ sẽ tự động tối ưu hóa sale luôn. Ngoài ra các anh chị còn được tích hợp luôn cái hệ thống về email marketing, hệ thống SMS marketing và tự được vào các hệ thống về digital marketing khác. Thì tôi nhận thấy rằng hầu hết sau này tất cả các anh chị sẽ có thể chỉ cần sử dụng một cái iGroup Blog này, và xong sau đó thì các hệ thống đó được cài cắm sẵn rồi. Và nếu như chúng ta cảm thấy mình cần cài cắm cái hệ thống nào đó, chúng ta có thể mua thêm một số cái option, một số cái chức năng khác, nó cũng rất là tiện lợi. Và bản thân tôi hiện tại khi mà tôi áp dụng với một số các anh chị khá lớn tuổi, khoảng tầm 40-50, các anh chị dùng rất là thành công, và các anh chị đang bán hàng và cái doanh số tăng trưởng đều khoảng tầm 20-30% một tháng từ cái hệ thống website này. Còn một số các bạn trẻ khác, từ các bạn khoảng từ 20-30-40 tuổi, thì tôi nhận thấy rằng các bạn cũng áp dụng rất là thành công, bởi vì các bạn vốn dĩ đã có nền tảng kỹ thuật cũng như việc các bạn học khá là nhanh, thì các bạn áp dụng cái iGroup Blog này còn nhanh hơn nữa. Thậm chí có những cái học viên của tôi chỉ cần mua hệ thống iGroup Blog, tôi nhận thấy sau khoảng tầm một tuần là các bạn bắt đầu đưa sản phẩm lên, bắt đầu viết blog cá nhân, bắt đầu review về các sản phẩm của các bạn ý, và dùng hệ thống Facebook mà tôi dạy cho các bạn ý để đẩy truyền thông cho nó, thì hiện tại trung bình một ngày các bạn đã kiếm được hơn khoảng tầm 15 khách hàng, và cái số lượng traffic visit vào hàng ngày của bạn ấy lên tầm cỡ từ 200 cho đến 500 visit một ngày. Đó, và tính trung bình một tháng chúng ta có thể đạt được con số khoảng từ 10 cho đến 15.000 visit, và từ đó cái khối lượng khách hàng của các bạn ấy rất là cao. Và thường trung bình một tháng thu nhập của các bạn ấy từ cái hệ thống iGroup Blog này có thể lên đến 30 cho đến 40 triệu là bình thường. Đó, tức là lợi nhuận của các bạn đó. Và ngoài ra một số các bạn khi mà tôi nhận thấy các bạn ấy không có khả năng về kinh doanh, nhưng mà các bạn rất là có khả năng về kỹ thuật, thì các bạn dùng cái hệ thống iGroup Blog này các bạn có thể kiếm tiền online trên đó. Tức là chúng ta có tích hợp cái hệ thống affiliate marketing và hệ thống membership, các bạn ấy lấy được 20-30% của các khóa học trên này. Đó, thì tôi nhận thấy đây là một cái điều rất là tốt, tức là các bạn có thể bán cái sản phẩm và dịch vụ của người khác và các bạn thu về số lượng phần trăm và lên, và cái phần trăm hiện tại rất là nhiều người đang đưa đến mức là 30%, hoặc thậm chí có một số bên đưa đến mức là 40%. Tôi nhận thấy đây là mức thu nhập rất là tốt, thậm chí các bạn đang là sinh viên thì các bạn có thể sử dụng hệ thống này. Nhìn chung là cái hệ thống này khá là phù hợp cho các bạn làm cá nhân hoặc là một số cái doanh nghiệp cỡ vừa và cỡ trung. Đó, còn đối với các doanh nghiệp lớn thì tôi nghĩ rằng các bạn cần phải có một cái hệ thống nó lớn hơn nữa, và hệ thống website cũng như là cái hệ thống app phụ trợ nó khác đi một chút. Nhưng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt các bạn đang làm cá nhân, các bạn đang làm môi giới bất động sản, các bạn đang làm bán lẻ, các bạn đang kinh doanh online, hoặc những ai thực sự mong muốn kiếm tiền trên mạng MMO,
đó, thì hoặc là ai thậm chí ai chưa có công việc nào đó, chưa có công việc kinh doanh, thì các bạn có thể tham khảo hệ thống của iGroup Blog này, và tôi nghĩ rằng nó sẽ áp dụng rất là tốt cho các bạn, cũng giống như tôi đang áp dụng cho các học viên của mình và họ đang kiếm tiền được, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn cũng sẽ kiếm tiền được, và tôi cũng sẽ chờ các bạn làm được điều đó. Và tôi nhận thấy rằng có một cái điều nữa có thể giúp cho các bạn là như thế này, hiện tại thì các học viên của tôi thì cũng đang nhờ đội ngũ của iGroup Blog support, và tôi nhận thấy cái khả năng support họ cũng rất là tốt. Họ support một, thậm chí đôi khi là họ support một một, đôi khi họ tổ chức các cuộc offline, và đôi khi là chúng ta support online với nhau qua TeamView hoặc qua các video clip mà họ có thể gửi cho các anh chị. Tôi thấy điều đó là khá là tuyệt vời cho các anh chị, tức là họ theo sát các anh chị rất là lâu đó. Về chính vì vậy tôi nghĩ rằng các anh chị nên tham khảo trên hệ thống này và để có thể sử dụng nó để kiếm tiền. Đó là cái điều tuyệt vời mà tôi mong muốn chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay, và cũng rất vui mừng được gặp các anh chị và hẹn gặp các anh chị trong những cái video sau của tôi. Rồi, tạm biệt và cảm ơn.